Cộng sản thiện nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng trên đường Phước Thắng, ngay gần chỗ mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, gần cầu Cửa Lấp đi sang bên kia là Phước Tỉnh. Hiện nay tôi đang có một lô đất đây, đang cần bán. Đây, lô đất này diện tích là hơn 500 m², 531 m², có 150 m đất ở. 150 m đất ở. Chiều ngang của nó thì cái này chiều ngang hơi nhỏ, chiều ngang hơn 10 m, 11-12 m, thì đang chào bán với giá là 3 tỷ, còn thương lượng là khu này dân cư ở tương đối đông đúc, nhà cửa mọc nhiều đó, xe tải đi đó. Vậy ai có nhu cầu mua mảnh đất này làm trang trại hay là làm vườn thứ ở trong trung tâm thành phố Vũng Tàu thì alo cho tôi với số điện thoại 0909889678, 0915699112. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.